Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng con có sự hiện diện rất là đặc biệt của phong trào thăng tiến hôn nhân của giáo phận Orange. Em xin chào quý anh chị. Chúng con chào cha. Trời ơi, hôm nay nhìn quý anh chị ai cũng đẹp hết. Nhưng mà chắc lời đầu tiên mình giới thiệu tên gì và mình lập gia đình được bao lâu rồi, em mời anh chị bên kia trước. Dạ vâng. Dạ, con xin chào cha. Con là Danny và Tiffany. Chào cha. Anh chị lập gia đình được bao lâu rồi? Dạ thưa cha, tụi con lập gia đình là được hơn năm nay là 20 năm cha. Vâng. Dạ. Và thưa quý vị là anh chị là mới, tuy là lập gia đình hơi bị lâu nhưng mà bây giờ mới đi thăng tiến hôn nhân và có những cái câu chuyện rất là hay sẽ kể cho quý vị nghe. Nhưng mà chúng ta phải đợi một chút xíu nữa nha quý vị. Em mời quý anh chị. Dạ vâng. Dạ thưa cha, chúng con là Nguyên. Vợ con là Hằng. Chúng con lập gia đình được 35 năm rồi. 35 năm. Dạ yeah, vâng. Cảm ơn anh chị. Dạ. Em ơi. Dạ con chào cha. Con là Thúy Vi. Dạ anh này không phải chồng con. Rồi bây giờ mời bạn giới thiệu. Dạ người hàng xóm. Xin mời bạn giới thiệu. Dạ vâng, con xin chào cha và tất cả quý vị của chương trình. Con tên là Thụy Đỗ. Con và gia đình được đã lập gia đình được hơn 18 năm rồi ạ. Yeah. Hôm nay thì con là chỉ có nửa vầng trăng thôi. Thì Vi cũng là nửa vầng trăng nữa, là có hai nửa vầng trăng rồi ạ. Yeah. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị coi chương trình Hương Ca Học Trò thì có thể là quý vị biết anh chị này là lớn lên từ phong trào sinh viên công giáo và rồi lập gia đình, có con cái và bây giờ vào phong trào thăng tiến hôn nhân. Dạ. Yeah. Chúng con là sinh hoạt với giới trẻ, cộng đồng cũng rất lâu và bây giờ thì được mời gọi đến để sinh hoạt với chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Quá là tuyệt vời. Nhưng mà thưa quý anh chị, là khi mà chúng ta nói về thăng tiến hôn nhân đó, thì khi mà nói về thăng tiến hôn nhân thì nhiều người sẽ hỏi là phong trào này được thành lập bao lâu hay là mục đích của phong trào này là như thế nào. Em có thể mời là quý anh chị nào có thể trả lời câu hỏi này. Dạ vâng. Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình đã được thành lập vào năm 1987 do cha Phêrô Chu Quang Minh thuộc dòng tên và là tiến sĩ tâm lý. Vì là một đoàn thể công giáo tiến hành chuyên lo về những mục vụ gia đình, cho nên chương trình đã dựa trên nền tảng kinh thánh và tâm lý thực dụng nhằm mục đích yêu thương gần gũi bằng việc làm trong đời sống hàng ngày để thực hiện qua bốn điểm chính sau đây: thăng tiến đạo đức bản thân, thăng tiến cảm thông vợ chồng, thăng tiến gương lành cho con, thăng tiến hồn tông độ song đôi. Wow, tuyệt vời quá phải không? Mà em nghĩ là quý anh chị ở đây là khi mà chắc là đi thăng tiến hôn nhân là chắc gia đình mình là number one phải không? Dạ không, vào rồi mới number one được cha. Nhưng mà thường thường em nói, nghe nói là khi mà mình, trước khi mà mình lấy nhau á, là tuần trăng mật, sau đó là sẽ bị dập mật. Dạ vâng. Thì bây giờ mình chỉ có thể chia sẻ một chút xíu là khi mà mình lấy nhau về rồi đó, thì cái cản trở nào hay là cái sự hiểu lầm nào nó dễ dàng xảy ra, có thể là một quý anh chị có thể chia sẻ một chút xíu. Anh Thụy được không? Yeah. anh Thụy có nhiều lắm, anh Thụy chia sẻ đi anh. Ở nhà anh bị vợ dập mặt như thế nào? Chia sẻ cho Trang nghe. Dạ vâng, thực sự mà nói, khi mà cái thời gian yêu đương, mình nghĩ là mình hiểu rất là rõ về người bạn đời của mình. Nhưng mà thực sự khi mà mình về nhà ở dưới chung một mái nhà rồi, mình mới nhận biết ra là không biết tại sao Chúa lại gửi cho con một người rất là khác con. Nhưng mà em nghĩ cái chỗ hay á là Chúa có thể là một cách nào đó Chúa muốn mình vượt qua cái sự khác biệt giữa mình để rồi mà mình kiếm tìm được cái hạnh phúc. Rồi chị Vi làm sao chị Vi? Dạ thưa cha, thì con thì may mắn là ông xã con rất hiền, cho nên là vì vậy gia đình chúng con cũng khá là êm đềm. Cho nên lúc mà chúng con được mời đến với khóa thăng tiến hôn nhân thì con mới nói bạn là gia đình chúng con chả có gì cả, sao phải đi thăng tiến hôn nhân làm đúng gì? Rồi, yes. Dạ. Nhưng mà chúng con đi về thì tốt lành hơn. Con thấy được cái những cái mà nó rất đơn giản mà bình thường mình không có nhìn ra. Cảm ơn nhau hoặc là gì đó mà chúng con rất là bình thường, nhưng mà sau khi đi khóa về chúng con chú ý đến những cái việc làm
mà chúng ta làm cho nhau, thì chúng con nhận ra điều đó. Có nghĩa là chị nói mà khi mà lụng củng á, thì mà đi khóa về thì đỡ lụng củng, mà đã hạnh phúc là phải hạnh phúc hơn nữa. Dạ, đúng, chính xác cha. Vậy anh Danny với chị Tiffany là em biết là anh chị cũng lấy nhau khá lâu, nhưng mà tại sao biết được về phong trào thăng tiến hôn nhân? Dạ thưa cha, thì tụi con cũng có một người bạn cũng có đã đi cái chương trình này là cũng 7 năm trước. Thì sau khi bạn giới thiệu thì nói là nên đi cái này đi, học hỏi rất là nhiều. Thì con nghĩ là gia đình tụi con rất là hạnh phúc, cũng không có cần thiết, không có đánh nhau bao giờ, không đánh nhau đó, nên cái này cho những người nào đang căng thẳng thì nên đi cái chương trình này. Nên con ưa nói chuyện vui với vợ con là cái này là rehab more than retreat. Yes. Đó thì cho mấy người, nhưng mà sau khi đi thì học được rất là nhiều. Thấy về nhà mình biết cách dạy con cái tốt nhiều hơn. Rồi chị Tiffany là how do you feel about the khóa học? Danny and I, Danny for Tiffany, been together for almost 20 years, husband and wife. But we've been together 9 years before, so it's almost 30 years. Yes. So we know each other inside out, at least you think you know. But then we also almost like take each other for granted luôn. Mình không biết. Yeah. Mà khi lúc đi vào lớp là biết là we're not perfect at all. And we learn so much, and I realize cái lớp này, not only là mình học hỏi gì từ mấy người lớn đi trước mình, but also that it reminds you so much about the thing that you're lacking, that you're learning. Sure. Thưa cha, rất là tuyệt vời đó cha, tại vì chị Tiffany đang là người ngoại đạo. Welcome. Và chị đi khóa thì không có rành tiếng Việt, nhưng mà mới sau một năm bây giờ cha thấy chị nói có được, ok đó cha. Cho nên nếu mà mình đi mà mình không nói được giỏi tiếng Việt là mình đi khóa về sau đó một vài năm là sẽ rất là thông thạo luôn. Vậy là phải tạ ơn Chúa phải không? Tạ ơn Chúa. Nhưng mà thưa quý vị và quý anh chị, thì nếu mà chúng ta đưa Chúa, đưa mẹ vào trong đời sống của mình thì chắc ăn là đời sống của chúng ta sẽ được Chúa và Đức Mẹ ban ơn phải không? Vâng, thì để tiếp tục chương trình và thay đổi chương trình một chút xíu thì chúng con mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm Luật Yêu Thương, sáng tác nhạc của Linh Mục Nguyễn Duy. Cho con một điều răn mới, yêu thương luôn Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương Chúa, hy sinh mà hiến thân mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính nhân. Yêu thương là điều rất mới, anh em hãy bền yêu nhau. Ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. Chúa có ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước chân chúng con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy, con xem Thầy là Chúa con mà Thầy rửa chân từng người chúng con. Yêu thương là điều rất mới,
người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Luật Yêu Thương. Thì tất cả như ở ngoài đời cũng có luật lệ, mà trong đạo mình cũng có luật lệ. Vậy thì anh Thùy ơi, anh vừa trình bày cái nhạc phẩm này xong, thì khi mà anh hát cái nhạc phẩm Luật Yêu Thương này thì anh thấy Chúa dạy như thế nào? Chia sẻ với mọi người một chút xíu. Dạ vâng, cảm ơn cha. Lúc mà con hát con cũng không quên luôn, không lời, không nhớ, không nhớ lời là gì, run quá. Hy vọng là quý vị thưởng thức bài hát. Theo con được biết á, là con nghĩ như thế này, trong đời sống hôn nhân, con nghĩ yêu thương là trên hết. Cái luật yêu thương, con thiết nghĩ là khi mà mình có yêu thương, mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Cái tiếng Mỹ nó có cái câu là love conquers all, hay là mình tạm dịch là tình yêu sẽ chinh phục được tất cả. Mình có thể bỏ qua những cái thiếu sót lỗi lầm của nhau để rồi mình đem đến hạnh phúc cho hai người với nhau và cho gia đình và con cái luôn. Mà con thì được quen biết Thụy và Phương là bà xã Thụy rất lâu. Và anh Thụy này yêu vợ rất nhiều. Cho nên là vì vậy mới vượt qua được nhiều lắm đó cha.
Tạ ơn Chúa, phải không? Tạ ơn Chúa. Thì em biết là khi mà mình sẽ đi khóa học, mình sẽ được học hỏi nhiều lắm, như là hai anh chị vừa chia sẻ đó, những người mà lớn tuổi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Thì em không nói là anh chị hơi lớn tuổi, nhưng mà anh chị thật sự là có nhiều kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân. Thì những cái lợi ích nào mà anh chị cảm nhận được khi mà đi học khóa hay là về khóa rồi, hay là chia sẻ những cái nhóm của mình đó, thì mình có những cái lợi ích nào mình có thể chia sẻ đến tất cả mọi người? Dạ vâng, con xin chào cha. Chúng con ở trong khóa của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình được 20 năm. Dạ, cái lợi ích mà con thấy được đó là lúc tụi con bắt đầu đi cũng giống như những cặp hôn nhân khác, là rất là mới, không hiểu chương trình như thế nào. Thật sự hai vợ chồng lúc đó thì cũng có một vài vấn đề lủng củng. Rồi khi sau khi đi khóa thấy sao hay quá, là mình nhìn lại cái thuở ban đầu. Lấy nhau, chúng con lấy nhau được 35 năm. Thì cái thuở ban đầu mình đã quên. Lúc đầu thì ngọt ngào, anh nói cái gì thì em dạ vâng, rồi vâng theo. Rồi bây giờ sau mười mấy 20 năm rồi lúc đó lại quên đi. Thành ra khi mà tham dự khóa thì mình nhìn lại, lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc hơn đó cha. Kiểm điểm phải không? Dạ, kiểm điểm. Đó, em mời anh dạ, thêm vào đó, đó là khi sinh hoạt trong những cái buổi sinh hoạt hàng tháng, thì chúng con lại có một cái gia đình thứ hai là nâng đỡ, và chính ở những đó mình nhìn thấy được những cái kinh nghiệm của các anh chị khác so lại với đời sống gia đình của mình. Thêm một điểm nữa là trong cái cuộc sống của mình nó quá bận rộn á, thành thử mình không để ý con người mình, cái tự ái nó nhiều khi nó chiếm nhiều hơn, cái mục đích đó nó còn cao hơn của cái gia đình. Anh thử những cái lần sinh hoạt như vậy á, là nó giúp chúng con nhớ lại rằng là mình nên sống khiêm nhường và mình sẵn sàng nghe. Cảm ơn anh. Yeah. Bây giờ thì quay qua anh Danny với chị Tiffany, là bây giờ anh chị là mới tham gia vào nhóm, đi sinh hoạt nhóm. Thì do you think that you love each other more now than before a little bit? Or yes, absolutely. You know, what I call, like Tiffany go through a process called a self-awakening. Uh-huh. Like I said, we've been together for so long that we take each other for granted. And so, cái program này, when I listen to người ta nói, and then lúc mà Tiffany ngồi, Tiffany suy nghĩ, realize những cái lúc mà những anh chị vừa nói, like the little thing, like I listen to Danny more than I used to talk. And now it's like, you better listen to me, you know. So it in a sense that I remember a little thing that we used to do. We appreciate each other a lot more. You know, and another thing I learned, I really, cái chữ tôi, it's gone. I try for it to go away. Yeah. Now I realize that it's not me. You know, look, I'm not like it's me, I'm always right. No, you're not right. There's a lot of improvement, and that's what. And then it also helped with my how I do handle our daughter. You know, it's like sometimes Tiffany's so stressed, I come home cũng không có vui, cũng không có cười, just like so stressed, I want to get things done. But then I feel like mình làm như vậy thì con của Tiffany nó, she can grow up without me. Right, and then now I realize that I gotta slow down. The most important thing is Danny, Calista, and myself, and that's complete. I feel happy. Thank you, chị. Còn anh Danny mà anh đi như khóa về, anh có thương chị nhiều hơn không? Thương thì thương gấp đôi luôn cha. Lý do là hồi xưa thì thường thường mình thấy những cái việc gì mà Tiffany làm ở nhà nấu nướng, mình chỉ nghĩ là cái đó là cái bổn phận thôi. Bây giờ thì mình thấy con thấy là con cảm nhận được nhiều hơn. Con rất là appreciate những gì là Tiffany làm cho con và cho cháu. Yeah. Yeah. Rồi Danny, Danny. Anh Thụy, anh Thụy. Anh Thụy với chị Vi có gì bổ túc thêm không? Là mình những cái gì lợi ích của mình là khi mà mình đi học cái khóa này. Dạ vâng, thực sự cái khóa nếu mà mình gọi là trên giấy tờ, trên căn bản đó, là đem lại rất là nhiều lợi ích cho con đi thật là nhanh và rất là gọn. Là mình nói về ơn gọi và trách nhiệm trong ơn gọi hôn nhân. Có nghĩa là trong là vợ là chồng mình có những cái trách nhiệm đối với nhau, mình sẽ học hỏi về cái đó và để mình làm thật là tốt những cái trách nhiệm đó. Vợ chồng mình sẽ học để biết tôn trọng nhau hơn, cho thông cảm và lắng nghe, cũng như là để mình nhận lỗi và xin lỗi nhau dễ dàng hơn, để dễ cảm ơn và khen tặng nhau.
cũng như là để dễ làm hòa hơn. Tất cả những cái thứ này theo con nghĩ, cá nhân nói về văn hóa cũng như là các ông đó cha, cái này rất là khó. Những cái lời mà mình muốn xin lỗi hay là nhận lỗi rồi để kêu em tha lỗi rất là khó nói. Ngay cả những lời cảm ơn hay là những lời xin lỗi nó không có dễ dàng như là người Mỹ cha. Cho nên mình sẽ học được những cái điều đó, và những cái đó là những cái lợi ích mà mình đi khóa về cha. Sao chị thấy người đàn ông này gương mẫu ông có đủ chưa, hay là phải thêm gì để nữa? Để con về kêu anh xã qua để làm bạn với anh Thụy. Dạ vâng, gia đình chúng con thì cái điều mà con thấy rất hay, đầu tiên con học được ở khóa đó là cái tên của chúng con luôn luôn nói là ghép đôi lại với nhau. Đó là Song Nguyền, con là Song Nguyền Jonathan V. Đó là khi tức mà là chúng con tên vợ luôn. Dạ tên chồng tên vợ. Thì khi mà chúng con đi mà gặp nhau, chào các anh chị mới hay các anh chị cũ, thì chúng con luôn luôn nói là dạ em là V Jonathan hoặc là Jonathan V. Đó thì khi như vậy cái tự nhiên nó là một cái nhỏ như vậy, nhưng mà con lại nhận ra được là mình đang đồng hành với chồng. Đang có cái chồng, mình tự nhiên mình nhắc được mình là ai. Cho nên là con thấy cái rất là hay. Cái đó là con học được từ khóa. Trong nhóm của các điên gia của chúng con cha, bắt buộc là phải như vậy, tại vì có tới 4 cô tên Vân. Mà bây giờ mà không nói tên chồng luôn thì nó lộn tùng luôn anh cả. Lộn xộn là cũng nguy hiểm lắm á. Nhưng mà có này á, chúng ta phải cầu nguyện cho nhau phải không? Chồng cầu nguyện cho vợ, vợ cầu nguyện cho chồng, rồi vợ chồng cầu nguyện cho con cái. Thì gia đình của chúng ta mới trở nên là tốt đẹp hơn phải không? Vâng, để chứng minh điều đó và xin Thiên Chúa tiếp tục ban mọi ân lành cho chúng ta, chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cầu Nguyện Cho Nhau, sáng tác nhạc của Phan Xico. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, san son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những ngày vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước huy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu.
cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Xin tình yêu Thiên Chúa xuống trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dẫn đàn con sâu trong tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa xuống trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui mưu thân mình nâng đỡ gia đình, sống thanh cao cơn ngóng người cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Nguyện cầu cho nhau của nhạc sĩ Francisco. Khi mà em nghe quý anh chị chia sẻ như vậy thì em thấy là nếu mà tất cả các cặp hôn nhân mà có cơ hội mà đi như vậy thì đỡ khổ cho các cha xứ. Là họ yêu thương nhau rồi, họ đâu cần rồi phải giúp đỡ nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta muốn đi tham dự cái khóa này thì phải như thế nào và có phải độ tuổi bao nhiêu không, hay là chi phí như nào, như thế nào, quý anh chị có thể chia sẻ một chút quý anh chị nào? Cái thì chia sẻ khóa như thế nào? Thưa cha, đến giờ, đến hiện nay thì chương trình chúng con đã được tổ chức trên 800 khóa học ở trên toàn thế giới. Và rất được sự ủng hộ của các đức giám mục, các linh mục, các sơ. Chúng con hiện tại đã có trên 50.000 cặp đã đi tham dự. Dạ vâng. Và những cặp này thì có thể không cần phải cùng chung tôn giáo. Dạ vâng. Rồi năm nay mình có tổ chức ở đâu hay không? Thưa cha, khóa năm nay sẽ là vào tháng 4 này, vào ngày thứ 6, 21 tháng 4 cho đến ngày 23 là Chủ nhật, là 3 ngày cuối tuần. Thì nó sẽ ở tại nhà dòng Mỹ Waxer, Sister of Company of Mary, ở nhà dòng Thurston rất là gần. Chúng ta từ Bô Sa mà chạy đường First đi 15 phút là đến thôi, cho nên không có xa. Chương trình nó bắt đầu vào lúc 5 giờ. Thì các anh chị khi đến thì sẽ có một phòng riêng cho mỗi cặp. Chi phí là 390 đồng. Và chúng con all inclusive cha. chúng con take care hết là phòng này cho các anh chị. Rồi đồ ăn. Mà cha biết rồi, thường thường mình đi chơi mình không có một ngày ba bữa đâu cha. Là chúng ta rất nhiều bữa. Còn có chương trình văn nghệ. Rồi hấp dẫn, rất hấp dẫn.
rồi kết thúc là cháo đêm, rồi sau đó hai vợ chồng về tâm sự vợ chồng là chúng con tạo ra một cái cuối tuần thật là ấm áp cho hai vợ chồng có cơ hội riêng với nhau. Nhất là các trong lúc này thì có nhiều các anh chị có các con không có cái giờ riêng, thì đó là trong cái khóa này thì khi các anh chị cố gắng mình dành được cái thời giờ đó để mình đến với nhau, mình làm cho hai vợ chồng mình hạnh phúc trước, cái là mình về là các con nó được hưởng cha. Đúng rồi em rất là đồng ý cái đó, tại vì nhiều khi tại sao mình nghĩ không, mình không bỏ ra một cái weekend mà mình có thể nhìn lại đời sống vợ chồng của mình, những cái thiếu sót hay là những cái gì tốt hoặc những gì chưa tốt để mình giúp đỡ nhau mà thăng tiến cái đời sống hôn nhân của mình, phải không? Tại vì nhiều khi chúng ta nói ồ bận quá không đi được, nhưng mà nếu mà chúng ta invest, tiếng Việt là gì nhỉ? Đầu tư vào đời sống hôn nhân thì đời sống của chúng ta phải nói là vừa hạnh phúc cho mình mà con cái nữa, là một cái rất là chính xác thưa cha. Thường các anh chị gọi chúng con thì hay bảo là kẹt quá không có ai coi các cháu, rồi không có thể đi một cuối tuần. Thì con chỉ có thể nói là thường thường các anh chị bỏ ra rất nhiều thời gian mình đi làm, mình đầu tư vào công việc làm thì mình được thăng chức, mình được thêm tiền. Nhưng mà cái này mình bỏ thời giờ ra cho gia đình mình thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn. Và Chúa sẽ cho lại mình những cái hồng ân đó. Tại vì tại sao mình cũng bỏ thời gian mình đầu tư vào công việc làm, mình không bỏ những cái tâm sức của mình vào đầu tư vào gia đình của mình. Thì cái đó là con chỉ có thể chia sẻ với các anh chị như vậy. Thì khi mà như vậy đó thì từ đó trở đi thì Chúa làm việc mỗi chút thôi cha. Cho nên có nhiều các anh chị đến với chúng con thì hạnh phúc vui vẻ chúng con, nhưng mà cũng có nhiều các anh chị gặp khó khăn trong gia đình. Thì sau khi họ đến thì họ về thì cái cảm nghiệm của họ, họ cảm thấy có một chút gì đó là chúng em đồng hành với họ, rồi họ nhận ra được cái tình yêu Chúa. Còn những anh chị mà như chị Tiffany thì nhìn chồng bằng ánh mắt khác đó cha. Dạ, thì rất là mong các anh chị mình sắp xếp để mà đến với khóa. Anh Danny muốn chia sẻ điều gì? Cái mà con cảm nhận được nhiều nhất đó cha, là sau khi cái khóa mình đi đó thì tụi con có mỗi tháng có gặp nhau được một lần. Thì cái gặp nhau đó là cái mà để mình ôn lại những gì mình học trong cái khóa, rất là hay mà rất là bổ ích. Nên cái này là cái mà theo con nghĩ là mình sẽ trau dồi được nhiều hơn. Những gì mà mình học cứ tại trong vòng 3 ngày nó quá nhanh cha, nhiều khi mình quên đi. Đó thì mình lại thì mình nó refresh cái memory của mình lại, rất là tốt. Rất là tuyệt vời ha. Vậy là mình khi mà mình làm cái này, mình đi cuộc retreat này, mình đi khóa này xong là mình sẽ về là nhân chứng tình yêu. Đúng rồi cha. Nói đến đây thì mình phải mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nữa. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Chúng con muốn mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chứng Nhân Tình Yêu, sáng tác nhà của Linh Mục Nguyễn Duy. Nghe tiếng kêu mời, gọi con đi theo niềm tin mới. Con đây như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi. Cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống.
con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đôi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong buồn lòng, cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Ngày đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung tiếng đàn chứng nhân nửa trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười, xin cho nhau những tình thương sớm mai cơn. Đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống, xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành. Ngày đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim đồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Chứng Nhân Tình Yêu. Mà khi chúng ta sống chọn cái tình yêu của mình trong đời sống vợ chồng thì chúng ta đã làm nhân chứng cho Thiên Chúa. Vậy thì có một câu hỏi vui em xin được hỏi quý anh chị ở đây là khi mà mình đi đi khóa về đó thì mình nhận được hay là mình nhìn thấy cái điểm xấu nào về mình nhận lỗi của mình và mình thấy cái điểm nào đẹp của người phối ngẫu. Em mời chị Tiffany trước nha. Dạ vâng. Cái gì xấu của mình à? Yeah. Tiffany thấy là Tiffany nóng.
Khi ta thấy thì thấy là biết là mình rất là nóng mà mình không có handle stress as well. That's the thing that I recognize that. The good thing I can't say enough to be honest with you. Well, là anh Danny là wonderful, right? He's a wonderful husband, but I've never really noticed when you're too busy, right? Oh, okay. But now yeah. I've watched him and I've noticed little thing that he does. Uh-huh. And anh có hay mua hoa tặng chị không? Oh, thì cái đó là để Tiffany nói đừng có tặng hoa. No, no, there's a reason. Give me the money to buy shoes. Nhưng mà là lỗi của con kìa. Bây giờ tới anh Danny, Danny thì chia sẻ chút xíu. Sau khi có khóa đó thì con cảm nhận là con thấy là con có lắng nghe nhiều hơn. Hồi xưa thường thường mình cứ nghĩ là cái chữ tôi lớn quá. Mình nghĩ là mình lúc nào cũng đúng hết. Nên bây giờ là lúc nào cũng nghĩ là mình nên nghĩ lại mình làm cái đó có đúng hay không. Nên chịu lắng nghe hơn và không có nóng nảy như hồi xưa. Yeah. Rồi anh thấy là chị có một điểm nào nổi bật mà từ trước giờ mình chưa nhận ra trước khi khóa. Nổi bật thì bây giờ nổi bật rất nhiều chứ. không thể nào keep track được luôn. Tại hồi xưa là con không để ý tới. Yeah. Nên bây giờ là để ý quá nhiều. Tạ ơn Chúa. Em thấy anh chị ấy lung linh luôn. Rồi bây giờ là phải gom tiền để tặng mua giày. Shoes. Em mời chị. Dạ vâng. Lúc mà con chưa đi khóa đó thì mỗi lần mà giận nhau đó cha, con không bao giờ nói chuyện với ảnh hết. Ảnh là người nói chuyện đầu tiên. Dạ, ảnh là người lúc nào cũng phải tới nói chuyện trước thì con mới nói chuyện, còn không con im lặng không nói chuyện. Nhưng mà sau khi đi khóa về á, mình nhìn lại mình nhìn nhiều, thành ra mỗi lần mình giận thì con phải coi như là mình bỏ cái tôi mình đi đó, mình ra mình nói chuyện lại, mình còn nói wow sao giờ mình cũng thay đổi, là mình thấy được như vậy. Thành ra con thấy là chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình rất là hữu ích và giúp đỡ cho rất là nhiều gia đình thay đổi chính bản thân mình. Dạ, và phối ngẫu mình thì không biết là anh có cái gì không? Em có thấy cái gì anh hay không? Điểm tốt. Dạ, khen anh một tí. Anh thì lúc nào cũng là được điểm 10 với vợ. Là tại vì mỗi lần mà nói chuyện mà khó khăn với nhau, giận hờn. Lúc này á, thì anh không nói xin lỗi, nhưng mà anh ra anh xoa. Coi như là cái đó là hàn gắn, là hòa bình với nhau. Đó là con biết là anh không nói xin lỗi, nhưng mà muốn nói chuyện lại thì là anh thấy con thấy là cái là cũng là cái điểm tốt, là con cũng siêu lòng. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ. Em ơi, em mời anh. Trước khi đi khóa đó thì con thường hay có những cái thói quen đó là về nhà coi tivi rồi bật máy computer lên. Nói chung là những cái công việc của riêng cá nhân mình, còn vợ thì ở dưới bếp làm gì thì kệ vợ. Nhưng mà sau khi mà đi khóa rồi thì về con nhận thấy một điều rằng là cái cuộc sống của mình là gia đình, thành thể không phải chỉ có riêng mình không. Và lúc đó con để ý tới vợ con nhiều hơn, những cái công việc hỏi thăm, nếu mà mỗi lần mà thấy cô đâu ăn gì đó, thì con cũng offer là rửa chén. Có quét nhà không? Có luôn, nếu mà cần. Ngày xưa đó vợ mà có nhờ cái gì á thì mình cứ lơ lên một chuyện khác. Nhưng mà bây giờ những vậy á, những lúc đó thì mình lắng tai, mình nghe, mình để ý coi cái nhu cầu của vợ là gì, cần cái gì. Nói chung là đời sống á là bây giờ mình để ý với nhau nhiều hơn. Còn cái mà hay của vợ con là những cái lần mà vợ chồng mà có to tiếng với nhau đó thì nhà con rất là calm, không có nói, yên lặng. Và chính là những cái giây phút đó lại là cái giây phút quý để con nhìn lại chính con. Cảm ơn anh. Mời chị Vi. Dạ thưa cha, gia đình con thì anh xã Jonathan thì rất hiền, nhưng mà đôi khi cũng nóng tính đó cha. Cho nên là từ khi mà chúng con đi khóa về, trước đó thì nhiều khi con cũng hay rất là bực mình. Con cũng hay không, chúng con không cãi nhau, nhưng mà nhiều khi mình không vui vặt vặt thôi, mình không nói. Nhưng mà từ ngày đi khóa về và chúng con có cơ hội gặp hàng tháng với nhau thì nó là một cái môi trường cho chúng con có thể nói chuyện với nhau. Giống như là chúng con lần vừa rồi chúng con họp thì chúng con nói là thôi bây giờ hai vợ chồng nắm tay nhau, tất cả các vợ chồng mình nắm tay và mình quay qua người vợ người chồng,
mình nói những cái điều hay gì về chồng hay điều tốt, thì nó chỉ là những cái, nó giống như là những cái small exercise như vậy đó cha. Nó nhắc nhở cho mình, thì con trong cái lúc những con làm những việc đó thì mình phải nhìn ra cái đẹp ở nơi chồng, thì mình thấy mình quý chồng hơn. Và mình biết là những cái lúc mà ảnh nóng thì là những cái lúc đó là nhiều khi mình stress tại vì việc của các con rồi nhiều thứ việc, thì mình cảm thông hơn. Chứ mình cũng không có nổi nóng theo là tại sao anh bực mình hay như này thế kia. Thì chúng con thấy là nó là những cái phiên họp khi chúng con đến với nhau, nó duy trì được cái chúng con, nhắc nhở. Bây giờ là chị sẽ hát bài là ông xã em number one. Rồi, cảm ơn chị. Mời anh Thủy. Dạ vâng, cảm ơn cha. Thì đối với con, khi mà đi khóa xong, ngay bây giờ con cũng không dám nói là mình đã xong rồi, qua được cái bước chặng đường đó. Mình lúc nào mình cũng phải keep on learning cha, lúc nào mình phải học hỏi thêm. Nhưng mà con nhận được một điều là bây giờ bà xã của con thì rất là nhanh và rất cũng tánh cũng hơi nóng lắm. Nhưng mà bây giờ con cảm thấy như là bà xã biết lắng nghe cha, biết nhận, biết là mình nên chậm chậm lại, mình cần phải sửa đổi một cái gì đó. Đó, cái đó là một cái điều chỉ cần nhận biết ra thôi là good start rồi cha. Con nghĩ cái đó là cái quan trọng nhất. Và con cảm cái điều con nhận được là nhiều khi trong đời sống hôn nhân mình thiếu đi những cái câu cảm ơn em, cảm ơn anh. Coi như là mình take each other for granted. Cái những chẳng hạn như là khi mình trở thành vợ, thành chồng, những cái công việc làm của mình tự nhiên nó trở thành một cái giống như là responsibility. Mình nói cái đó là chuyện của em làm, anh không cần phải cảm ơn em. Nhưng mà bây giờ con nhận được, con thấy thực sự nó mình phải cảm ơn. Cái là đi hai bên luôn cha, không phải là responsibility. Yeah. Small thing with great love, huh? Yeah. Yeah. Mà cha biết nhiều khi bạn bè chúng con á, nói chuyện với nhau gọi tên không à? Nhưng mà khi mà chúng con đi khóa đó, chúng con học những cái nó nhỏ như là mình gọi nhau phải anh, em. Okay. Thì nó từ những cái lời yêu thương nhỏ nhỏ như vậy, nó làm cho chúng con nhận ra được là mình đang nhìn nhau bằng ánh mắt khác rồi cha, không phải là bạn bè đó. Thưa quý anh chị và thưa quý khán giả, thì chúng ta trong gia đình Công giáo, chúng ta có Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu là mẫu gương một cái gia đình rất là tuyệt vời để chúng ta nhìn lên, và chúng ta xin các ngài ban mọi ơn lành cho chúng ta. Vậy thì cái bài hát kế tiếp, chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cầu Xin Thánh Gia, sáng tác nhạc của Nguyễn Khắc Tuấn. Giu xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, biển Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha biết sự yêu mến thân tình biết nghèo gương sáng chốn gia đình, dù bao phong trần lòng được luôn sớm vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời, dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình sống vui trong chí hướng trung thành, hiền tâm giao dùng đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều, dìu xe trong
xóm nhỏ khó nghèo. Thuở xưa miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Cho đoàn con thơ biết hào kính vâng lời, biết nổi gương mến Chúa yêu người. Hồn con giữ gìn được màu hoa thánh ân, dâng lên ngôi đền Chúa thánh thần. Dìu xe trong xóm nhỏ khó nghèo xưa miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Dìu xe trong xóm nhỏ khó nghèo xưa miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn vâng. Kính thưa quý vị, thì qua chương trình ngày hôm nay thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà con thì học hỏi được rất là nhiều. Quý vị có thể theo dõi hay là biết thêm chi tiết thì quý vị coi cái dưới video này, chúng con để số phone và tất cả những information để quý vị liên lạc với Thăng Tiến Hôn Nhân. Một lần nữa kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless you next time.